Là huyện ven đô và đang trong quá trình xây dựng phát triển, nên trên địa bàn huyện Văn Lâm thời gian qua phát sinh nhiều vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Song với nhiều giải pháp tích cực, đến nay Văn Lâm đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn không để vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh, nhất là những vi phạm trên đất nông nghiệp. Thị trấn Như Quỳnh từng là điểm nóng về tình trạng xây dựng trái phép nhà xưởng, công trình trên đất nông nghiệp tại huyện Văn Lâm. Tình trạng xảy ra chủ yếu là do người dân chưa nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Bên cạnh đó, nhiều vụ vi phạm tồn tại trong thời gian dài mà không được xử lý kịp thời. Trước thực tế trên, Ủy ban nhân dân thị trấn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó chỉ đạo các thôn theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng đất đai, trật tự xây dựng. Cùng với đó, thị trấn đã tập trung xử lý nghiêm các vi phạm còn tồn đọng, trong đó có 4 đợt ra quân xử lý 110 trường hợp vi phạm, có 55 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 57 vi phạm trên đất công trình thủy lợi. Năm 2023 thì chúng tôi xử lý tất cả các thôn phố, nhưng tuy nhiên nổi bật đây là cái khu vực làng nghề Minh Khai. Ở đây đã một số hộ vi phạm khoảng gần 2.000 m2. Đối với khu vực này thì chúng tôi đã bàn giao cho cụm công nghiệp mà đã cụm công nghiệp đã đang san lấp mặt bằng và triển khai thi công. Đối với kế hoạch 93 thì không có điểm dừng, thì sang năm 2024 thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm, sẽ không còn trường hợp vi phạm 93 trên địa bàn. Với những giải pháp đã và đang triển khai, đến nay trên địa bàn xã Lạc Đạo chỉ tồn tại 5 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp với diện tích trên 3,3 nghìn m2. Đặc biệt trong năm 2023, huyện Lạc Đạo đã kiên quyết ra quân xử lý dứt điểm vi phạm của hợp tác xã Siêu Việt. Đến thời điểm này, vi phạm đã được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, xã cũng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm dứt điểm đối với những trường hợp vi phạm. Chúng tôi cũng đang rất tập trung cho cái việc xử lý những vi phạm theo cái quan điểm là trước hết là không để những cái phát sinh mới, không để những cái trường hợp mà đã tự giác tháo dỡ tái vi phạm. Chúng tôi sẽ củng cố những hồ sơ để xử lý những cái trường hợp theo những cái khung thời gian quy định tại cái kế hoạch số 93 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua rà soát, toàn huyện có hơn 1.200 trường hợp vi phạm, trong đó gồm 550 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp với diện tích gần 126.000 m2. Tính đến cuối năm 2023, huyện Văn Lâm đã giải tỏa được trên 400 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, trên 400 vi phạm hành lang an toàn giao thông và gần 160 trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi. Một số địa phương làm tốt như xã Lương Tài, Lạc Hồng và thị trấn Như Quỳnh.